Sáng giờ chị ăn gì chưa? Dạ chưa. Chưa ăn gì mà giờ đi tranh dê? Ừ. Đồ sức đâu tranh? Dạ, bây giờ thôi, bây giờ chị kho miếng cá, chị ăn cơm đi nha. Mừng quá có cá ăn rồi. Dạ, mừng quá có cá ăn Ừ. rồi. Rồi hôm nào mà cháu có về nhà đó, thì chị nấu gia đình mình ăn một bữa cơm nha. À, nấu cá này, em gửi nha chị. Cá ngon. Không chị? Ngon ha. Chưa có thấy cá này. Chưa thấy cá này bao giờ luôn. Dạ. Xuân Bắc Vlog mến chào cả nhà thân thương. Xuân Bắc cùng với anh Đồng và chú Tiệm lại tiếp tục cái hành trình video mới, chia sẻ đến cả nhà đời sống của bà con người đồng bào Rắc Lai miền núi cả nhà. Họ ở trên những cái vùng núi rất là xa xôi của miền đất Ninh Thuận nha cả nhà. Dạ. Rồi em chào anh nhé. Dạ. Dạ. À, mấy anh em chú cháu phải hỏi thăm đường đi của bà con mới biết đường đi vào thăm bà con cả nhà. Dạ. À, trên lưng của anh Đồng và chú Tiệm còn hai phần quà nữa. Bây giờ mấy anh em chú cháu sẽ đi tới nhà bà con để gửi những cái phần quà của cô Thuận, cô ở bên Mỹ gửi về đó nha cả nhà. Cảm ơn tấm lòng vàng của cô rất là nhiều luôn. Ở trên này chắc cũng có vài hộ thôi chú Tiệm ha. Ba hộ. Ở trên này số mắt thấy có rất là nhiều cây điều cả nha. Cây này cây điều không chú? Nhưng mà không có trái. À, đằng xa kia xuống mắt thấy có ngôi nhà ở trên chóp chóp núi ở trên kia cả nhà. Không biết đường lên luôn. Hình như đường này nè. Sai đường rồi. Phải không? Dốc cao lắm. Đi vòng đường này nè. Anh đi luôn. Thôi đi luôn chút, đi luôn. Cho đỡ lạc. Dốc đó nó hơi đứng á, dốc này bên này nó hơi xa tí nhưng mà lên nó dễ hơn. Rồi đi luôn. Chà, dốc này hơi 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 bị dốc á. Mới mưa là trơn trượt này. Đất mềm này. À không, cũng đi được. À chà. Đi được, không sao. Rồi, mình đi lên nha. Bên đấy hình như là cái chòi thôi. Nhà bên kia.
Wow, đi nãy giờ cũng tới nơi rồi cả nhà. Từ hồi nãy nhà cô đi qua bên đây cũng nửa tiếng đồng hồ. Tham quan từ đây vô luôn nha cả nhà. Xin bác mời cả nhà tham quan căn nhà của người đồng bào rất lay ở đây nhé. Ở đây thì xin bác thấy là họ nuôi hai con heo này. Họ nuôi hai con heo dễ thương quá. Heo ở đây như bị suy dinh dưỡng hay gì cả nhà, nhỏ xíu à. Cả nhà thấy không? Đằng xa ngoài này đã là cái căn nhà của họ này cả nhà. Mình đi vô làm quen chị nhé. Xem chị đang làm gì trong này cả nhà. Nhà này thì số bác thấy là gia đình có lợp bằng những cái tấm tôn này. Nhưng mà nó cũng cũ rồi. Chị ở đây nè. Em chào chị. Dạ. Chị đang làm cái gì đó? Chị đang chuẩn bị đi đâu đó? Đi chăn dê. Đi chăn dê. Dạ. Vậy bây giờ mình mới đi hay là mình đi về rồi chị? Đang đi. À, đang đi. Ừ. Chị đi chăn dê xa đây không? Ở dưới lòng hồ á. À. Rồi chị ở trên này có một mình hả? Hay chị ở với ai? Ở với chồng. Ở với chồng. Dạ. Anh đi đâu rồi chị? Anh đi núi. Dạ. Anh đi núi rồi. Chị ơi, chị tên gì? Tên Ngốc. Chị? Ngốc. Ngốc. Ngốc hả? Cha Ma Lê Ngốc. À. Cham... Cha Ma Lê Ngốc. Cha Ma Lê Ngốc. Dạ. Chị năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi chị? Dạ, không biết. Không biết luôn. Dạ. Có hai anh chị ở trên này thôi. Dạ. Có con cái gì chưa chị? Dạ, có con rồi. À, mấy cháu rồi? Còn một đứa đi học lớp 10. À, một cháu học lớp 10. Dạ. Rồi cháu nào nữa? Cháu... Hay có một cháu thôi? Một cháu thôi. À, có một cháu học lớp 10 thôi. Dạ. Dạ. Vô trên nhà ấy, mưa. Dạ. Qua tới nhà chị thì cũng có mưa rồi cả nhà. Đây, xin bác mời cả nhà vào qua tham quan qua cái căn nhà của chị chút xíu nha. Hai anh chị ở với con gái ở đây. Con gái hay con trai chị? Con gái. Con gái, dạ. Vô nhà ấy mưa ơi. Dạ vâng chị. Cửa chính bên này chị ha. Cửa chính bên này. Cửa này là cửa lùa. Vậy hả? Dạ. Nhà nhiều cửa chị ha. Cho gió nó mát chị nha. Dạ. Wow. Ở đâu ra tới đây vậy? Bây giờ chị đi chăn dê thì mấy giờ chị về? Chắc 4 giờ. 4 giờ chiều luôn. 4 giờ chiều á. Dạ. Còn anh đi làm từ lúc mấy giờ chị? Được 6 giờ sáng. 6 giờ sáng? Dạ. Là anh đi rồi. À, anh đi tới mấy giờ anh về? Anh về 6 giờ, 7 giờ. Dạ. Ừ, tại đường xa. Cái căn nhà tôn này á, anh chị dựng lên lâu chưa? 2 năm rồi. 2 năm rồi. Ừ. Là mình lấy tiền đâu mình dựng cái căn nhà này chị? Mua bán con dê. Bán dê? Nuôi người ta. Là con đầu thì con của mình á, là mình lấy cái đó thì mình mua tôn. À, mình làm nhà. Coi như mình nuôi dê là có tiền là mình mua tôn làm nhà. Dạ. Có phải vay mượn gì của bà con không chị? Dạ có chứ, vay của nhà nước nữa. Rồi mua bò. À, nhà nước hỗ trợ cho vay. Cho vay. Là mua bò. Mua bò. Mua bò 2 con. À. Là 30 triệu mua bò.
mua bò hết bà ba thì mua gạo ăn. Dạ. Nếu nào còn thì mình mua gạo ăn rồi mình vay mượn mình trả hết chưa? Chưa. Chưa. Dạ, còn bao nhiêu nữa chị? Còn 28 triệu. 28 triệu nữa. Cái nhà này mình vừa xây nhà vừa mua bò. Dạ. Còn cái này thì mình bán mua nuôi của người ta, nuôi người ta xong rồi nó để con đầu thì cho mình. Dạ. Thì bắt con đó thì mình làm nhà nuôi nó lại. À. Hằng ngày cái công việc của anh chị là đi chăn dê đó hả? Chăn dê ở chồng thì đi làm cỏ ở trên núi. Làm cỏ. Vợ thì chăn bò chăn dê, đâu có làm gì đâu. Đâu có nghề làm gì đâu. Dạ. Anh chăn anh đi cắt cỏ trên đó là cắt cỏ rẫy của mình hay là rẫy của ai? Rễ của mình á. À, trên đó mình trồng cái gì trên đó? Trồng mít, cây chuối, cây ăn gì đó, cây chuối ăn, lấy cây chuối đó ăn trồng lại. Trồng chuối rừng hả? Dạ. Chuối mình á, đâu có chuối rừng đâu. À, chuối để mình trồng mình lấy trái mình ăn ha. À. Rồi lấy cái thân chuối mình nuôi heo. Ừ. À, dạ. Rồi còn cây gì nữa? Không có cây gì hết. Dạ. Trong cây bắp, cây đậu thôi ăn. À, cây bắp, cây đậu ăn thôi. Ừ. Dạ. Đâu có mưa đâu mà ăn. Rồi trồng có được mùa không chị? Dạ, chị đủ cho gà ăn thôi à. Đâu có ăn đâu. Nó ít lắm, đâu có mưa đâu mà ra trái. À, coi như là chuối trồng mà không có trái. Chuối thì có chuối, nhưng bắp thì không có. Bắp thì không có. Có ít chuối, có một chút để đủ, đâu có đủ gà ăn đâu. Không đủ cho gà ăn nữa. À. À, bắp rẫy mình năm nay có bị cháy, có được mùa không chị? Chắc không được, này chờ hết mùa rồi. Nó ăn nước trên núi, nước mưa không. Đâu có ra trái đâu, nó chết hết nè. Dạ. Thất bại hết. Coi như là bây giờ mình đi mình mót lại thôi. Ừ. Chỉ một trái, hai trái thôi. Dạ. Sáng giờ chị ăn gì chưa? Dạ chưa. Chưa ăn gì mà giờ đi chăn dê? Ừ. Đồi sức đâu chăn? ăn bê bà xong rồi đi chăn dê. Trời ơi. Rồi có mang cái gì để ăn không? Không. Không mang luôn. Chiều về? Chiều về. Ủa rồi nhịn đói cả ngày chăn dê vậy hả? Ừ, chiều qua ăn lại. Ôi trời trời, một ngày mình ăn mấy bữa? Ăn hai bữa. Hai bữa? Hai bữa mà giờ chưa ăn bữa nào? Có lúc ăn hai bữa, có lúc ăn một bữa. Dạ. Có lúc ăn hai bữa, có hôm ăn một bữa thôi. Ừ. Rồi ăn như vậy rồi nó đâu có bảo đảm sức khỏe mà đi làm. Chắc chịu ít. Dạ. Dù là lúc nào đói ăn. Ừ. À, rồi bây giờ chị như hôm nay là chị chưa ăn sáng nè. Sáng giờ chị chưa ăn gì. Chưa. Mà bây giờ chị đi chăn dê rồi mấy giờ chị về? À, có lúc ăn về ăn no rồi. Có lúc 3 giờ, có lúc 2 giờ. À. Không mang cái gì đi ăn luôn. Ăn cái trái này thôi à. Hằng ngày anh chị ăn bữa cơm hàng ngày là những cái gì? Ăn lá rừng, ăn bê bạ. Ăn lá rừng bê bạ vậy hả? Ừ. Rồi nhà bây giờ còn hạt gạo nào không? Còn ít nè. Ôi trời trời, cho em xem. Có nhiêu đây thôi. Yeah. Gạo này hình như gạo nếp hả chị? À không phải. Dạ không, gạo ruộng. Gạo, dạ, gạo ruộng. Gạo. Có nhiều đây, không đủ bữa cơm cho họ ăn nữa cả nhà. Còn có nhiêu đây hả chị? Ừ, nó cơm rồi một lon hồi nãy chưa có bưng ra. À. Là bữa đây là dành ăn chiều á. Dạ. Trời ơi, nhiêu đây là dành ăn chiều. Hèn chi sáng giờ chị không có gì ăn. Không nấu ăn luôn, để dành ăn chiều thôi. Dạ. Trời trời. Rồi ăn cơm với cái gì chị? Lá rừng hả? Ừ. Rồi có cá, có gì ăn không? Dạ không. Không có cá gì ăn hết. Ừ.
Rồi mình ở đây rồi mình có lâu mình có về làng không chị? Dạ, có lúc về thì hết gạo, hết bột ngọt, muối gì đó có đi, Dạ. mà không có hết là ở đây. Dạ. Cả nhà thông cảm cho Xuân Bắc chút xíu nha. À, cái video này thì Xuân Bắc đang ngồi trò chuyện với chị, tìm hiểu cuộc sống của chị ở trong cái căn nhà của chị thôi. Do ở bên ngoài là đang mưa. À, chút xíu nó tạnh mưa thì Xuân Bắc sẽ quay bên ngoài một chút xíu và xem chị đi chăn dê như thế nào nha cả nhà. Chị chăn dê gần đây không chị? Ở dưới lòng hồ á, Từ đây xuống xuống đó lên sao? xa gì ở xuống đó À, cái hồ cá dưới hả? ở Ôi trời ơi, đây nó xa lắm á. chắc bên này ăn ở rễ này Là bây giờ mình mưa nè. dê mình chăn từ từ đây, từ nhà mình xuống dưới. Rồi mình cho dê ở dưới đó, mình chăn ở dưới hả chị? Chẳng ở dưới không á, bên À. này đâu có ăn dù rễ người ta nói À, chăn ở dưới thôi. chẳng ở dưới không. Chị ơi, hôm nay em tới em thăm gia đình chị đó. Em có mang theo một phần quà của Mạnh Thường Quân của cô Thuận ở bên Mỹ. Cô có gửi về cho em một số tiền và nhờ em mua gạo, mua thực phẩm lương thực để gửi cho bà con mình một phần quà. Thì hôm nay em gửi cho chị 10 kg gạo và một bịch cá cơm khô 1 kg để chị nấu cơm chị ăn. Bây giờ chị nấu cơm chị ăn luôn được không? Chị Thì ăn xong rồi chị cơm đi nóng làm. rồi. Bây giờ có cá, làm cá ăn nha, không có để dành cơm tới chiều. Chị nha, chị ăn luôn đi, chiều có gạo mình nấu tiếp. Chứ chị không ăn mà chị đi làm vậy rồi sức đâu làm. Chị tính Uống nhịn luôn hay sao? nước nhịn luôn á, Nhịn luôn, uống nước à? Chị tính uống nước, kêu là uống nước cho no đúng không? uống nước ăn trái cây, Ăn trái cây, trái cây rừng Thanh Long hả chị? thanh lòng mình trong á. À, mình trồng là được mấy trái thanh long là tính ăn thanh long uống nước rồi đi làm thôi. Rồi hôm nào mà không có thanh long thì ăn gì? Không có ăn gì Nhịn hết, luôn. nhìn luôn. Trời ơi thương chị quá, thấy tội chị quá cả nhà. Sáng anh đi làm anh có ăn gì không? Mang Dạ cơm không, đi, không. không mang cái gì đi hả? Không. Ờ, trên núi thì ăn thấy cái rừng ăn ăn lại, Hái nó cây ăn rừng lại. ăn Dạ. à. Nó ăn lại. Rồi trên đó là trên đó chụm lửa nấu ở trên đó hả? Có trời nữa. Có chòi trên đó. Từ đây lên trên đó xa không chị? Xa. Xa lắm hả? Hôm nào em tới em thăm chị lại đó, chị dẫn em lên trên thăm anh được không? Xa lắm, đi 2 tiếng luôn mới tới á. Đi 2 tiếng luôn, đi luôn. Dạ. Đi lên em thăm anh coi là anh ở trên đó anh làm gì. Rồi em trở lại thì em lại đang mang thêm cho anh chị một phần quà tiếp theo. Tại vì thấy chị nhịn ăn nhịn uống chị đi làm vậy á, rồi sợ anh chị đổ bệnh á. Rồi con đi học là đi bộ hay là sao chị? Cháu á. Đi đi chở nó đi á, À. học xuống dưới đó luôn. Dạ. Rồi chiều đón về. Chiều không về, Không về. một tháng một lần về, đâu À. đâu có tiền đâu mà đi đón miết. À, không có tiền thì đi đón miết hả? Coi như là cháu học ở đó là 1 tháng về có lần thôi. Còn anh ở tại trường luôn. Ăn uống rồi tới đó luôn, nhà nước lo luôn. À, nhà nước lo luôn. Dạ. Cùng kênh gì đó người ta lo ăn luôn Dạ. Người ta lo cho bé anh học luôn. á. Dạ. Rồi mình có phải phụ cái việc học của bé đồng nào không chị? Dạ không. 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 À. Coi như là mình phải chịu xa con thôi. Nhiều khi xa con cả tháng rồi, chị có nhớ cháu Nhớ chưa? không? Đầu tiên đi chị có khóc chưa? Khóc luôn hả? Nhớ con mà. Nhớ con quá khóc luôn. Rồi tối ngủ rồi có nhớ con dữ không? Nhớ Chắc cũng nhớ dữ chị ha. chưa? Tại nhiều khi con gái mà gần mẹ là nhiều khi cả tháng mới gặp con lần. Lúc nào anh chị có thời gian là mình có đi thăm thăm con được không? Dạ có. À. Chị Nhật đi.
chủ nhật mình đi. À, không bận công việc gì đó thì mình đi được chị ha. Dạ, trời ơi tội quá cả nhà. Nhớ con rồi buồn rồi không ngủ được. Dạ. Nó đi, mẹ ơi gọi điện, mẹ ơi con không có tiền nữa. Trời ơi mẹ không có tiền nè con ơi, con có ở đó đi. Dạ. Con không có tiền nữa, mẹ cũng không có tiền luôn. Nhịn ăn luôn, con ở đó luôn. À, nhịn ăn luôn rồi con ở đó luôn hả? Trời ơi tội vậy. Xin bác mời cả nhà xem qua cái căn nhà của anh chị tí nha. Ở đây thì cái căn nhà này anh chị cũng vay mượn anh chị làm và có mua thêm hai con bò để chăn nuôi. Cũng đang còn nợ khá là nhiều tiền cả nhà. Nợ 20 mấy triệu luôn. Đang còn nợ 28 triệu. Những cái mái tôn ở đây thì kiểu như là mái tôn nhiều màu quá cả nhà. Nó cũng không có được phải là dựng một lần đâu. Họ dựng lên nhiều lần hay sao đó. Cái mái này đằng trước này là cái mái khác này. Tôn khác. Bên này là khác. Bên này cũng khác luôn. Rồi ở trên mái trên cũng khác luôn cả nhà. Cái tôn này nó mỏng lắm. Này. Cái tôn này nó rất là mỏng luôn. Cái tôn này mà nắng nóng là nó mục luôn cả nhà. Đó, chỗ này một miếng. Rồi bên này một miếng tôn khác. Hình như là họ mua tôn kiểu như tôn vụn đấy cả nhà. Tôn vụn họ ghép lại, họ dựng thành cái nhà như thế này. Chứ không phải là họ mua một loại tôn cả nhà ơi. Rồi dưới này cũng không có tôn luôn. Ở dưới này là chỉ là ván thôi. Đó. Rồi cái máng nước thì họ lấy những cành cây. Đó, lấy những cái cành cây họ để mà hứng mưa đó, cho nó chảy xuống. Đó, họ cũng rất là sáng tạo ha cả nhà. Nhà cũng không có gì hết á. Xung quanh thì chỉ có mỗi căn nhà này thôi à, chả có gì hết. Bên dưới này cũng không có gì luôn cả nhà. Có mấy cái can nước thôi. Có gì hết. Đó. Nhà như thế này á, cái trời nắng nó rất là nóng cả nhà. Trên tôn, dưới tôn, xung quanh đều là tôn. Mà cái tôn này nó không phải là tôn cách nhiệt đó cả nhà. Tôn này nóng lắm. Lên bộ hay lên xe tới đây này? Dạ. Mấy em đi bộ. Đi bộ hả? Dạ, đi bộ từ dưới lên đây. Xe đâu có chạy lên đây được. Chị Ngốc ơi, hôm nay em tới thăm chị, gia đình mình này. Em mang theo một phần quà của Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ gửi về. Thì em gửi cho chị một bịch cá nha. Cá khô, cá cơm. Dạ. Hồi nào giờ mình có hay ăn cái cá này không chị? Dạ không. Không. Dạ. Đâu có tiền đâu mà mua. Chị hồi nãy chị nhìn thấy bịch cá, chị kêu trời cá này ngon quá cả nhà. Thấy thương chị quá. Sáng giờ chị cũng nhịn luôn. Chị nấu cơm rồi. Cái nồi gạo còn có một xíu à. Còn có một cái lon gạo thôi à. Cũng không có đủ ăn nữa. Rồi chị nấu một nồi cơm, chị không dám ăn. Chị để tới chiều chờ anh về, chờ chồng về. Rồi chị, hai anh chị mới ăn cơm. Còn con của chị thì học ở luôn ở trong trường á. Một tháng hoặc là 2-3 tuần gì đó. Mới hai mẹ con gia đình mới đoàn tụ cả nhà. Rất là thương họ. Rồi, ở đây em có 10 ký gạo nữa nha chị. Dạ, em gửi cho chị nha. Mừng quá, có dạ. Gạo ăn rồi. Có gạo ăn rồi hả? Ừ. Dạ. Chị cứ cứ ăn đi. Thì em có dịp em trở lại thì em lại mua. Em gửi lên cho gia đình mình nha. Dạ. Tụi em còn ở đây dài dài, chị yên tâm đi nha. Mình cứ ăn, không có nhịn nha chị. Trời ơi, đi làm núi, đi chăn... xa như vậy, chị đi như vậy mà chị không ăn cơm. Chị ăn trái thanh long xong chị uống nước xong rồi chị đi làm à. Trưa chiều gì cũng không ăn luôn cả nhà.
tối chị về chị mới ăn cơm với anh thôi. Mà ăn cơm thì đâu có gì đâu. À, ăn cơm với lá rừng hả? Ừ. Rồi cơm không hả? Có lúc cơm không, có lúc ăn... Ăn bây giờ thì ăn cơm không. Ăn là ăn đi bây giờ, giờ đi sớm thì nó cùng với quay gần lấy lá rừng ăn. Hay à. Lá rừng ăn. Dạ. Trời ơi, tội chịu quá. Chết rồi, rồi cái này nó xúc ra. Ok. Dạ, bây giờ thôi, bây giờ chị kho miếng cá, chị ăn cơm đi. Nha. Mừng quá có cá ăn rồi. Dạ, mừng quá có cá ăn rồi. Rồi hôm nào mà cháu có về nhà đó, thì chị nấu gia đình mình ăn một bữa cơm nha. À, nấu cá này, em gửi nha chị. Ăn cơm với cháu nha. Có dịp nào em tới em thăm gia đình chị thì hy vọng là gặp cháu ở nhà. À, trò chuyện với cháu chút xíu. Bây giờ chị nấu cơm nha. Dạ. Cơm nấu rồi. À, cơm nấu rồi. Nấu cá ăn. À, cả nhà vô đây xem nồi cơm chị nấu tí nè. Anh Đồng quay vô đây anh Đồng. Đưa đây anh quay cho. Đây cái nồi cơm chị nấu nè. Nấu hoài mà cũng không dám ăn luôn cả nhà. Thương quá. Ây da, ây da, ây da. Nấu á. Cũng chưa có được đầy nồi nữa cả nhà. Tính để dành tới tối ăn đó. Chờ chồng về mới ăn. Trời ơi, thương quá. Thôi chị ăn đi. Có gạo rồi. Có gạo. Dạ. Có cá có rồi. Cá rồi. Ăn một miếng đi rồi đi làm chị. À, xin bác phải kêu chị nấu chị ăn chứ không thôi chị lại nhịn nữa. Chị đang lấy chảo ở bên này này. Nắng quá chị ha. Ừ, nắng nóng. Tại vì mưa rầy rắc ấy. Dạ. Mưa to đợt nó mắc nó mưa ít nó nóng lắm. Rồi mỗi lần chị đi đón bé là chị chạy chiếc xe đạp ngoài hả? Dạ mượn xe người ta. À mượn xe của bà con. Ừ. Mình đi. Mình đi. Đi chắc đi đón bé cũng xa lắm chị ha. Xa xuống dưới Phan Rang luôn á. Ôi trời ơi, dưới Phan Rang luôn. Ừ. Xa dữ vậy hả? Ừ. Tính ra chạy vô trong đó là mấy chục cây đó. Ừ. Để xem chị Ngốc sẽ làm cái món cá như thế nào nha cả nhà. Dạ, không sao đâu chị cứ nấu đi. Chị biết sao em bắt chị kho cá không? Tại chị chưa ăn gì đó. Mà bây giờ mà em không bắt chị kho là chắc là chị cũng nhịn là chờ anh về mới ăn đó. Thôi chị ăn miếng đi. Lên lửa cho chị. Có rồi.
Xong rồi hả chị? Dạ, xong. Dạ, thơm quá. Chị làm món gì? Món cá. Món cá, nhưng mà chị kho hay là chị làm gì ha? Lim vậy hả? Đổ nước. Đổ nước vô, nấu lên cho chín là ăn thôi. Ừ. Dạ, trời ơi. Rồi chị vô ăn cơm đi chị. Ăn cơm xong rồi mình no là mình đi làm chị ha. Em phải thấy chị ăn em mới yên tâm. Chứ không mà chị lại nhịn xong rồi chị để lại chiều. Chờ chồng về mới chịu ăn. Rồi đói. Tại tính của chị số bác nghĩ là chị tiết kiệm cả nhà. Đôi khi muốn có cái bữa ăn nó tươm tất một tí. Thì chờ chồng về ăn cho nó vui nhà cửa. Chứ một mình chị ăn thì nhiều khi chị cũng không nỡ ăn đó cả nhà. Hôm nay em tới em thăm chị vui không? Dạ, hôm nay sợ chứ ai nhiều lắm gì trời. Đi đó. Dạ. Hôm nay sợ mẹ thấy mấy em lên đây á. À. Sợ. À sợ ai, hả? Ai mà đi nhiều quá vậy trời. À, có nghĩa là chị thấy tụi em đi phía dưới núi. Ừ. Là chị nhìn chị sợ. Ừ. À, thấy ba người đi như vậy rồi thấy lạ rồi sợ hả chị? Ừ. Còn bây giờ còn sợ em không? Dạ không. Dạ, lần sau em tới rồi có nhớ em là ai không? Dạ chưa biết. Chưa biết. Em tên Bắc. Dạ. Dạ. Bắc Nam á chị? Ở đâu? Em ở Sài Gòn về đây. Ở xa lắm hả? Dạ. Em ở từ Sài Gòn em về đây em chia sẻ cuộc sống của bà con đồng bào mình đó. Dạ. Thì em làm YouTube em có tiền thì em hỗ trợ được bà con cái gì em hỗ trợ. Hết sợ em rồi ha. Dạ. Ăn cơm mời ăn cơm. Dạ vâng, chị ăn đi. Hai anh ăn cơm. Dạ, chị mời đi chị. Chị cứ dùng cơm tự nhiên nha chị. Bữa ăn của họ đơn giản như vậy thôi cả nhà. Cùng nóng quá. Dạ, từ từ ăn chị ơi. Cá ngon. Ngon không chị? Ngon ha. Chưa có thấy cá này. Chưa thấy cá này bao giờ luôn. Dạ. Trời ơi thương quá. Dạ. Ông. Dạ vâng, chị cứ dùng tự nhiên đi. À, cái cá cơm khô này á nó cũng rất là nhiều ở cái vùng đất Ninh Thuận cả nhà. Nhưng mà do là bà con người đồng bào họ ở trên núi xa và rất là cao, họ không có về làng. Cho nên là họ cũng không biết đến cái cá này. Cũng như là không có tiền để mà mua cá thì sao biết được cả nhà. Những cái chia sẻ của chị rất là thương luôn. Chắc lần đầu tiên ăn hả chị? Dạ. Lần đầu tiên luôn. Trời ơi. Chị ăn cho no nha. No là có sức đi làm. Em còn ở đây, em còn làm á, thì chắc chắn là em sẽ trở lại em thăm gia đình mình. Và cả gia đình của cô ở dưới kia nữa. Hoàn cảnh của hai gia đình rất là tội luôn.